chấm gì ngon. Cholimex đi. Cholimex Food, gia vị cuộc sống. Thưa quý vị, Huế nổi tiếng với nhiều loài mắm đã gắn liền với thương hiệu ẩm thực của vùng đất này. Các loài mắm Huế tuy bình dị dân dã nhưng lại đòi hỏi sự kỹ lưỡng trong cách chế biến. Trong đó, mắm dưa gang cà pháo với hương vị mặn mà, cay cay, giòn giòn được tạo nên từ các loài cây trái đặc sản địa phương luôn khiến cho những bữa cơm thêm tròn vị. Chương trình Huế Kinh đô ẩm thực kỳ này mời quý vị gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Hiền, một phụ nữ Huế khéo tay để cùng tìm hiểu cách làm món mắm dưa gang cà pháo. Mình là một người là thích nấu ăn nên mình cũng thích làm ra cái món gì là lạ để cho con và chồng ăn, nên tình cờ mình cũng làm ra cái món mắm dưa gang cà pháo này. Vào mùa của dưa gang nên nó rất là ngon, ngọt giòn. Món mắm dưa cà pháo người Huế mình thường ăn vào dịp mùa hè, đặc biệt cái mùa dưa gang Huế là nó trùng với cái mùa hè, mà mùa hè rất là nóng bức nên người ta có thể ăn dưa gang để mặn. Dưa gang thì riêng mình là mình làm mắm dưa gang cà pháo này. Còn về đối với người Huế mình thấy thường á, người ta phải lấy dưa gang này, người ta cũng bóp, không thì có thể chấm trực tiếp về các loại mắm. Với món mắm dưa gang cà pháo này thì mình ăn về kem về rau hoặc thịt hoặc các rau củ khác của mình thích ăn thì mình có thể kèm theo. Có lần mình làm mắm dưa gang cà pháo này nhiều nên mình có tặng cho người thân bạn bè ăn thử. Sau đó một thời gian thì mọi người có phản hồi với mình là mắm làm rất là ngon giòn, nên mọi người cũng có đặt mình là để làm để tặng cho người thân và bạn bè của họ để thưởng thức, và đồng thời đó cũng làm đó là niềm vui của mình vì được mọi người cảm nhận ăn và thích. Với món mắm dưa gang, ngoài thành phần chính là trái dưa gang được trồng ở vùng đất cảng Huế, chúng ta sẽ cần đến cà pháo, đu đủ xanh, ớt đỏ, tỏi, đi kèm với các gia vị, đường, bột ngọt, muối, ớt bột và đặc biệt là mắm nêm. Chị Hiền chia sẻ bí quyết chọn dưa gang ngon, đó là trái thẳng, có màu xanh vừa phải, không nên chọn những trái đậm màu quá sẽ bị già. Nếu nhạt màu, tức là dưa còn non, không đảm bảo vị giòn ngọt của dưa khi làm mắm. Với đu đủ và cà pháo cũng cần chọn trái tươi, cuộn còn xanh. Loại mắm nêm được chị Hiền sử dụng là mắm nêm đỏ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách chị Hiền làm món mắm dưa gang cà pháo Huế. Dưa gang được rửa bằng nước muối sống để loại bỏ các bụi bẩn. Sau đó, chẻ đôi trái dưa gang, bỏ phần ruột và hạt. Cắt dưa thành từng lát dày khoảng 0,5cm. Đây là độ dày hợp lý để tạo nên vị giòn cho miếng dưa gang.
Dưa gang sau khi cắt lát sẽ được rửa qua nhiều lần nước nhằm loại bỏ phân mủ, sau đó để ráo ướp mùi rang. Công đoạn tiếp theo là ép bớt nước trong dưa gang, loại bỏ bớt vị mặn của muối. Đu đủ cũng sẽ được thực hiện các bước như dưa gang. Cà pháo được rửa sạch với nước muối. Tỏi ớt được băm nhuyễn. Đặc biệt, chị Hiền sử dụng cả ớt tươi và ớt khô để vừa tạo vị cay, vừa tạo màu sắc hấp dẫn cho mắm. Các nguyên liệu sau khi sơ chế kỹ sẽ được cho vào một chiếc thau nhỏ và trộn đều cùng mắm nêm và các loại gia vị. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu cách làm món mắm dưa gang cà pháo Huế do chị Nguyễn Thị Hiền thực hiện. Để có một chén mắm dưa ngon thì phải trải qua nhiều công đoạn, mất khá là nhiều thời gian. Sau khi mà được chế biến xong thì chúng ta có thể là ăn liền hoặc là để trong vòng 1 cho đến 2 ngày thì mắm nó sẽ dày mùi và thẩm vị hơn nữa. Mới nhìn thôi thì đã thấy rất là kích thích vị giác rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức thôi nào. Với món mắm dưa gang cà pháo này thì chúng ta sẽ ăn kèm với cơm và cũng có thể là ăn kèm với thịt heo luộc và một ít rau. Một mâm cơm mà nó thể hiện cái sự dân dã của người Huế nhưng mà cũng rất là đặc trưng đúng không ạ? Bây giờ thì Diễm My xin mời chị Hiền cùng thưởng thức ạ. Mời ăn. Diễm My ăn thử món dưa gang của chị làm thử theo khẩu vị như thế nào. Rất là giòn. Đúng rồi. Em thấy không? Ăn nghe rùm. Cảm giác ngon ha. Có cay không em? Một vị cay và cái vị thơm nồng của mắm nêm. Đúng rồi em. Với cái mắm dưa ca này á, mắm kẹp thêm với một miếng thịt heo luộc nữa thì đúng là chuẩn vị Huế ạ. Đúng rồi em ạ.
Ngoài ra mình có thể kẹp hợp về cái mắm nêm của chị, kẹp về chấm về rau, gọi là món ăn nhân dã nên có thể kết hợp chấm nhiều vị em sẽ ngon. Một âm thanh giòn tan của dưa gang khi vừa cắn miếng đầu tiên. Cà pháo cũng rất giòn và đu đủ cũng vậy. Đặc biệt là hương vị đặc trưng của mắm nêm Huế khi được trộn chung với dưa gang, cà pháo, đu đủ, thêm một ít tỏi và ớt, vừa có vị đậm đà thơm nồng của mắm nhưng lại rất vừa miệng. Mắm dưa gang kết hợp với thịt heo và rau luộc là món khoái khẩu của các chị em, đặc biệt là những ngày hè như thế này. Một bữa cơm dân dã mà thật ngon miệng. Thì hiện nay lúc mà mới bắt đầu làm mắm dưa gang cà pháo này thì chị đã trải qua bao nhiêu lần thực hiện để mà ra được cái vị nó chuẩn của người Huế như thế này ạ? Mình cũng làm cũng đã trải qua 3-4 lần thất bại rồi mới có cái vị mắm chuẩn như hôm nay. Dù lần đầu mình thất bại, mình làm cái dưa nó hơi bị mềm, không được giòn như mình mong muốn. Là do mình cắt mỏng hay sao vậy chị? Đúng rồi, do mình thái mỏng quá, nó không được giòn như vị chuẩn hôm nay. Còn lần thứ hai là như thế nào ạ? Thứ hai là giống như mình cái lượng muối của mình, khi mình thái mình xong mình làm á, lượng muối nó hơi nhiều, nó cũng bị mặn quá, tức là cái thấm trong cái thời gian mình để hơi lâu. Thêm một lần nữa là giống như mình cứ nghĩ tỏi nhiều nó sẽ thơm ngon, thực ra mình bỏ nhiều nó sẽ bị ế, nó mất cái mùi vị của mắm nêm, vì mùi đặc trưng của dưa gang, vì cà pháo. Tất nhiên là khi mà bắt đầu làm một món nào thì mình cũng cần có rất là nhiều lần trải nghiệm, sau đó rồi mình rút kinh nghiệm và đạt được cái vị chuẩn như mình mong muốn, đúng không ạ? Đúng rồi. Và đối với món mắm dưa gang cà pháo của chị Hiên á, thì chúng ta sẽ sử dụng trong một thời gian ngắn là khoảng 5-7 ngày. Còn đối với cái loại mắm mà chúng ta muốn sử dụng trong thời gian dài hơn thì chắc hẳn là cái công đoạn mà chế biến á, thì nó sẽ trải qua nhiều phần hơn, đúng không ạ chị? Đúng rồi, đúng như Diễm My đã nói, thì nếu mà mắm này nếu mà để thời gian lâu hơn thì cái dưa gang này là cũng phải dưa gang nó làm vội, tức là làm tươi đi, người ta sẽ sơ chế và phơi khô, nó thời gian là lâu hơn, khô hơn, và cái nguyên liệu của họ làm nó không phải gì là giùm đi, tức là họ sẽ dưa gang khô nó sẽ làm về mắm thỉnh, thỉnh là cà nục á em, và nó sẽ mặn hơn so với cái loại chị đang làm là dưa pháo, cà pháo mắm nêm này. Dạ đúng rồi, ở đây thì chị mới thấy rằng là cái vị nó đậm đà nhưng mà vừa phải, nhưng mà để mà có thể để lâu ăn lâu á thì cần phải mặn hơn một chút thì nó mới bảo quản tốt, đúng không đúng ạ? Rồi. Người Huế mình thì thường nói rằng là có tay làm mắm á thì lúc đó làm mắm nó mới thơm được. Ở đây thì chị mới thấy rằng là chị Hiên làm món mắm dưa gang cà pháo này rất là thơm. Và ngoài loại mắm này thì chị có còn làm loại mắm gì của Huế nữa hay không ạ chị? Người thân như ó thì anh là chuyên gia làm mắm luôn, như mắm rò, mắm tôm và nước mắm và ruốc nữa. Còn riêng hiện là giống như làm nhau ở vùng biển thì cũng mê ăn mắm á, nên cũng tìm tòi, cũng thích, đặc biệt thích mắm nêm. Ai ở Huế mình ai thích ăn bún mắm nêm đó, giống như đã biết rồi như nữa. Nên mình thích và mình tìm tòi, mình tự kết hợp ra mấy cái gia vị nên mình làm cái nguyên liệu này mình thích và mình làm. Mình cảm thấy rất là vui khi mình tự tay làm ra món dưa gang mắm nêm này. Tuy đây là món ăn giản dị bên gì của người Huế của mình, nhưng nó cũng mang đậm cái bản sắc của một vùng miền quê, đó là dưa gang. Khi mà thấy chị Hiên chế biến thì Diễm My thấy rằng là hình như là cái công việc mà nội trợ nó mang lại cho chị rất là nhiều niềm vui, đúng không ạ? Đúng rồi, mình cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ ở Việt Nam khác thì được nấu ăn cho chồng con và những người thân của mình, đó là được niềm vui, và đôi lúc nó là cũng giảm stress cho mình,
qua những món ăn thì mình cảm thấy thư giãn hơn, giống như bao nhiêu nó mình đã chăm chú vào món ăn rồi. Và đặc biệt là khi mà những người thân của mình á, mà thưởng thức những cái món mà từ tay mình chế biến ra này và cảm thấy ngon, cảm thấy vui thì mình cũng rất là vui, đúng không ạ? Đôi khi cái niềm hạnh phúc nó đến từ những điều rất là giản đơn. Ngày hôm nay thì Diễm My rất là cảm ơn chị Hiền đã đồng hành cùng chương trình giới thiệu một món mắm mặc dù là dân dã nhưng mà lại rất là đặc trưng của Huế. Và Diễm My xin chúc chị Hiền là sẽ luôn tìm thấy cái niềm vui cũng như là sẽ gắn kết các thành viên trong gia đình thông qua những món ăn mà từ tay chị chế biến ạ. Cảm ơn Diễm My và chương trình. Jolly Make Food, gia vị cuộc sống. Thưa quý vị, với người Huế, bữa cơm gia đình mang đến những giây phút thật ý nghĩa. Đó là nơi mà phụ nữ Huế gửi gắm tình yêu thương, thể hiện sự quan tâm của mình với gia đình. Bữa cơm có thể chỉ là những món ăn dân dã bình dị nhưng gói ghém trong đó thật nhiều giá trị, nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình. Cảm ơn nhãn hàng Jolly Made đã đồng hành cùng chương trình Huế Kinh Đô Ẩm Thực. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.